Xin thân ái kính chào tất cả anh em quay trở lại shop Văn Năng. Em tên Sơn, số điện thoại của em là 0335172415, Zalo cũng là số trên. Trước hết thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã từng xem kênh, mua hàng ủng hộ bên kênh của em. Thì hôm nay em có một số mặt hàng nội địa Nhật cũ muốn giới thiệu tới anh em, thì anh em vui lòng nghe rõ xem kỹ trước khi quyết định mua. Thì anh em mua đơn hàng bên em thì từ 300 trở lên là em bao ship, còn nếu như ship code thì anh em vui lòng thanh toán tiền ship giúp em tùy theo giá trị tùy theo cân nặng của sản phẩm mà có tiền ship khác nhau nha anh em. Sản phẩm đầu tiên là cái con cắt ống đồng này em bán 200, con này á, là nó có hai lữ đang dính trong đây với lữ xì cua, lữ không mẻ nha, thương hiệu là Esco luôn ha anh em, cắt từ 4 cho tới 28, bánh lăn thoải mái bình thường này, cái dũa ba vớ còn luôn, lữ xì cua nằm đây ha. Rồi hình thức anh em xem ha. Rồi đem cắt cho anh em xem nha. Đó. Này em cũng không phải thợ chiên cái ống đồng cho nên là em chỉ cắt được gì thôi nha anh em. Đó, rồi ok, cái này em bán cho anh em giá là 200k nha. Tiếp theo thì tới tay quay. Tay quay này em bán cho anh em 70 nha. Tay quay này 70 ha. Đó, tay quay này 70. Lỗ vuông này á là 17 ly, lỗ vuông này 17 ly nha. Giá là 70 nha anh em ưng ý thì lấy ha, tay quay 70. Tiếp theo đó thước kéo này em bán 100k, tay Gima 5,5m nha. Hình thức ngoại hình anh em xem ha. Rồi. 100k thước kéo nha. Canh bánh xe ha, canh bánh xe ship gọn lại thì nó là như vậy ha. Rồi em bán 100k. Đó, dựng lên. Dè dặn nha anh em, con này made in Japan luôn ha. Rồi 100k nha. Tiếp theo thì em bán kẹp mũ khoan. Kẹp mũ khoan này em bán cũng 100. Đây đầu kẹp. Đó, đầu kẹp này á, thì trong đây nó còn một mũi luôn nè, mũi nhỏ. Mũi nhỏ này ha. Đầu kẹp này thì kẹp mũi nhỏ anh em để đầu này, còn anh em muốn đổi lớn hơn thì đã chở đầu lại. Này có tổng cộng là 4 cái đầu kẹp lận nha. Này lỗ này đã lớn hơn rồi nè anh em. Đó. Rồi bên đây cũng vậy, lỗ này vừa nè. Còn muốn lớn hơn nữa thì đảo đầu lại. Nhỏ nữa chứ. Nhỏ nữa thì đảo đầu lại bên đây. Đó. Cái mũi này là cái mũi kẹp mũi khoan nha. Để mình cầm tay mình thao tác á. Đó, mũi nhỏ hơn nữa rồi nó kẹp được cái mũi này nha. Cái đầu này. Đó, mà hoạt động tốt nha. Cái này thì em bán cho anh em giá là 100k nha. Mã là kẹp mũi khoan giùm em ha. Còn sáng mới ha, 100k. Tiếp theo thì tới dít nha anh em. Rớt hay gì vậy đó? Rớt cái mũi khoan hay gì vậy? Dít số 1 em bán cho anh em 100k nha. Dít số 1 nha. Mấy đầu này còn tốt hết. Có một đầu mũi khoan luôn. Mũi khoan cầm tay. Đó. Rồi. Trừ cộng. Đầu còn tốt hết nha anh em. Lớn nhỏ đầy đủ đây. Đó. Rồi anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ với em ha. Dít 1 100k nha. Dít số 2. Dít số 2, một mớ dít lớn nhỏ lộn xộn 100k luôn ha. Cũng dít hàng Nhật bãi hết nha anh em. Đó. Trừ, cộng, cộng lớn, cộng nhỏ có hết nha. Như cây này giống như cây may dép mà vậy đó. Rồi. Mớ này 100 nha. Rồi anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ em. Dít số 2. Tiếp theo tới dít số 3. 100 luôn ha. Hay cái này là tự động hai chiều nha, dít trừ gắn gỗ đảo chiều nè. Rồi còn cái này là anh em để thẳng dặn cũng được mà cụp ngang cũng được nha. Đó, còn mũi thì có đồ gài đồ kẹt mũi đây luôn ha. Rồi mũi trong đây đó, cộng trừ lớn nhỏ BH1 BH2 BH3 luôn ha, đầy đủ hai chiều đầy đủ nè.
này để chính giữa là không có tự động nha. Đó, đảo chiều. Rồi ok, vít mã 3 là hai cây này 100 luôn ha. Cái này anh em cụp ngang thì anh em cụp nha. Đó. Rồi, vít mã 3 100. Vít mã 4 150 nha. Vít mã 4 150. BH1, BH2 hồ lô hết nha, với vít trừ. Rồi ba cây. Cây này bịch sale. Cây này bịch sale. Còn cây này thì không thấy để nè, có chữ nè, có mặt in Japan nè. Rồi cũng hồ lô hết, đầu còn dặn tốt nha, 150 ba cây. Má kem 150, kem 150 nha anh em. Mấy kem này kem nói chung là nó có hơi tầng tầng cho nên là em bán rẻ cho anh em về sử dụng, 150 vệ sinh rồi nha. Đó, một cây ha, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây. Rồi 150. Cái này búa nha em, búa 180 hết, mớ này 180 nha. Một cây, hai cây, cái gỗ sỉ ba cây, đóng đinh nhổ đinh nhỏ, đóng đinh nhổ đinh lớn, năm cây rồi ha, sáu cây tổng cộng 180, sáu cây tổng cộng 180 mã búa rồi em. Kéo mã 1 100, cắt lông mũi đó, mấy kéo sắt nha, nói chung là mấy kéo sắt 100k hết mớ này nha anh em. Đó. Rồi 100k. Kéo mã công. Rồi, kéo mã 1 giùm em 100k. Kéo mã 2 là kéo cành nha anh em. Kéo mã 2 là kéo cành 200k nha. Đó, cây này có chữ luôn ha, cây này có chữ luôn. Rồi. Chiều dài của nó là được 18 cm nha, 18 cm. Bao bán ha, anh em mua về chỉ gì sử dụng thôi, bao bán. Rồi 200k kéo mã 2. Rồi mấy cây này là mấy cây lối nha, lối chốt, lối đồ đó ha, 200k. Rồi hết mấy này 200 nha. 200k. Rồi, lối 200. Cái kim quả, cái kim quả này là 130. Kim quả 130 nha anh em. Đó, có dích chữ đây. Thương hiệu top ha, size 250, có đóng da ban đây luôn nha. Găng cỏ là còn khá là ok luôn ha. Rõ ràng, đất nào ra đất đó, không bị trượt cấp nha anh em. Kìm bấm. Kìm bấm này là 400k nha. V-Zip. Đó, hai dòng mã code của Mỹ nè. Dưới đây đóng đây ha. Rồi, ga vô đồ gì bình thường hết ha, ốc ác là chỉnh ga vô, miệng ngàm ok bình thường hết. Răng cỏ có sử dụng nha, hình thức thì anh em xem đánh giá ha. Rồi, anh em mình nghĩ thì lấy ha. Xiết vô xíu nè. Đó, bấm là ok nha. Cây này em bán cho anh em 400. Bao xếp ha. Còn cây này là cây thử 500. Là cái này anh em sản xuất ra cái dòng bi hay là cái bánh răng hay là cái gì đó. À, anh em muốn thử coi nó có bị nhiễm từ cái đó không thì anh em đưa cái vật đó, anh em cần thử đưa vô thì nó có bị nhiễm từ cực bắc hay cực nam gì đó, nó sẽ chỉ cái mũi kim qua bên đó ha. Rồi anh em khử từ để em thôi, khi trong lúc hoạt động á mà sắt nó hết vô thì nó sẽ gây hao mòn bánh răng hoặc là hư hao cái gì đó ha. Em bán 100k nha, đồng hồ thử từ ha. Như ví dụ như em thử cái kìm này đi, nó coi nó có bị nhiễm từ không, cái này hay không nè, cái kim nó nằm chơi chơi chỗ nè. Còn em lấy cục hết ha. Em lấy cục 500 ha. Rồi em thử vô thì nó có thì nó sẽ đẩy qua chữ N nè. Đó ha. Nhiều ít thì nó đẩy nhiều ít ha. Rồi đảo cực lại nè. Nó đẩy qua chữ S nè. Đó. Anh em thấy ha. Rồi giá bán 100k nha, thử 500. Cây kẹp ton này em bán cho anh em là 100k, kẹp sữa ton ha, kẹp đồ nóng làm hàng gì đó. Chiều dài của nó là được 34 cm nha. Này là dày lớn nặng ha, em bán 100k luôn, mã kẹp ton giùm em. Miệng này tầm có khoảng 3 phân ha.
Rồi tiếp theo thì em bán cái kéo tôm nha. Kéo tôm thì em bán bộ 3 cây này 100k luôn ha. Đó, chiều dài của nó là được 24,5cm. Cây mỏ thẳng, cây mỏ cong này thì được 21cm. Cây mỏ thẳng nhỏ này thì được 16cm nha. Rồi hình thức anh em xem ha. Rồi ưng ý thì chốt giúp em mã kéo tôm giùm em 100k. Kéo tôm giùm em 100k nha. Mũi khoan mã số 1 em bán cho anh em giá là 250. Cái mũi này là phi của nó là 48. Phi của nó là 48 nha. Này thì nó vớt tròn trục rồi nè. 48. Giá 250 nha ha, giá 250, hình thức anh em xem nha. Ưng ý anh em chốt mũi khoan này, mũi khoan sắt lớn phi 48 nha. Rồi tổng chiều dài của nó thì được là 26cm ha anh em. Rồi, giá 250. Tiếp theo mũi khoan số 2 50. Mũi khoan số 2 50 thì nó có 3 mũi nè, trong cái này nó có 3 mũi, cầm bằng tay xoáy nha. Rồi cây này cây nhựa này cũng không biết tác dụng làm gì đó nha anh em, có cái lỗ này đó. Rồi 50 nha, mã này là mã mũi khoan số 2 giùm em 50k. Rồi tiếp theo thì tới mũi khoét. Mũi khoét này em bán 170 hai mũi nha, hai mũi 170. Rồi cái này thì để là 25 cho tới 45 ha. Này chắc khoét gỗ đó, nhôm nhựa alu thạch cao thì nó khoét được ha. Rồi mũi này thì cái cạnh nó như thế này đây, cái này anh em tăng đưa được nha, siết vô là mở ra nha, em tăng đưa hết luôn thử được bao nhiêu. Một trăm ba mươi lăm là một bên đó nha anh em, cái này 135 là một bên này thôi ha, quay ra được tới 270 là siết vô là mở ra nha. Rồi một cặp này em bán cho anh em giá là 170 nha, 170. Cánh khoáy nha, cánh khoáy này em bán cho anh em là 140 cây này ha, cây này dài thẳng ha đó. Rồi anh em mua về anh em gắn vô trong máy khoáy của anh em ha, anh em khoáy bột khoáy bê, cái này nó chống văng bột lên nè đó, khoáy bột khoáy bê rồi gì đó ha. Rồi cái cánh này nó hình thức như vậy nha anh em mừng ý thì lấy ha. Đo chịu dài cho anh em xem, dài được 63cm nha, 63cm. Tiếp theo thì tới con đội này em bán cho anh em giá là 140 nha. Đội này đội chữ A ha, hoạt động ok, lên xuống nó gì nhẹ nhàng bình thường hết. Đội này thì đội được 450kg trở xuống, hoạt động lên xuống thoải mái, 140, con này 140 nha anh em. Rồi tiếp theo bán tới con đội hơi 850 nha, 850 bao xếp cho anh em luôn ha, 850. Con này đội hơi hoạt động tốt ha, 15 tấn nha, con này em bán 850, hoạt động tốt, lên xuống thì hơi hám nhẹ nhàng đó, xếp vô nè. Rồi tải trọng rồi gì ok hết nha, cái này á, là nó đội tấn cao cho nên là nó di chuyển rất là chậm nha ha, nó di chuyển rất là chậm. Con đội hơi này thì anh em có thể nâng cái đầu này lên được nè đó, nâng cái đầu này lên một khúc găng ở đây có khoảng 6-7 phân nữa ha. Để em nâng hết luôn, em đo thử coi được bao nhiêu. Nhiều nha, cái tắt lên. Rồi gần tắt. Đội lên cho anh em xem nha. Đội thì bao tải, hoạt động tốt, ga vô rồi gì lên xuống thoải mái hết, không có bị xì sọt, xì dầu nhớt gì hết nha. Bao cho anh em vô tải, bao xài ha. Em nhắc lại là trọng tải nó chịu được là 15 tấn nha anh em ha. Đội ti lớn 15 tấn. Đội thì nó lên từ từ vậy ha anh em, nó không có lên nhanh được đâu nha, tại đội trọng tải cao thì nó như vậy đó. Giá là 850 nha. Đội thì tất cả đã kiểm tra dầu nhớt rồi, đầy đủ hết, bao xì gòn xì phút gì hết nha. Đó,
Rồi hết nổi ha anh em. Đó hết nổi rồi đó. Rồi em đo đổi cho anh em xem đổi hết lên được bao nhiêu nha. Từ dưới đất lên ha. Được là 50cm nha, 50cm em bán 850. Tiếp theo thì em bán tới mã muỗng, muỗng với sạn nè. Đó. Em có hai cái chén, hai cái chung đi ha, có chữ nè, có hình. Đây là nó đóng có 24 carat này nha. Cái này thì nó có phủ một cái lớp vàng rất là nhẹ trên đây nha. Nói chung là rất ít thôi. Đó, chất liệu của nó thì làm bằng như vậy ha. Đó. Rồi. Trang trí cho đẹp nha anh em ha. Này một cái sạn chiên trứng ha, xài chảo chiên không chống dính ha, nó không có hư, nó không có chóc. Bằng nhựa. Này cái muỗng ăn cơm ha, mạ màu vàng. Japan nha, nó cũng 24k luôn. Đó, anh em xem ha, hình thức thì nó cũng đã qua sử dụng rồi cho nên nó chỉ còn được phần nào đó thôi. Anh em ưng ý thì lấy một cái sạn nhôm ha, còn sáng. Hai cây gấp. Một cái cây bợ đồ nóng, để đồ nóng vô đây, bợ này cầm lên ha. Rồi mấy cái muỗng này thì mấy muỗng anh em ăn kem, ăn sữa chua đồ đó ha. Ăn bánh ngọt, bánh kem rồi đó. Đó, hình thức ha. Nĩa, ăn gâu câu đồ. Đó. Rồi. Cũng đa số là nó sẽ có đóng 24k phía sau nha. Đây, 24k nè. Cái này cái dao cắt bánh kem rất là sang trọng luôn ha. Đó, cái này về anh em rửa lại giúp em nha. Đó. Rồi, cũng khá là nhiều. Anh em xem sao thì cứ nhận đúng y gan vậy, hết mớ này em bán cho anh em là 400. Em bao ship nha. Đó. Rồi, vậy anh em rửa ra. Cái này thì nó mạ cái lớp vàng đó là mỏng trên này cho nên là anh em về rửa không rửa cước trắng nha, không rửa những cái đồ cứng. Anh em chỉ rửa giải mềm rồi vậy thôi thì sử dụng nó sẽ lâu chốc. Rồi. Đây còn mớ nè. Đây ha. Một cái muỗng à, múc nước mắm. Hàng 4k ha. Rồi ok ha anh em. 400k. Tiếp theo thì em bán tới cần tép nha. Cái bộ cần tép này là số 1, em bán 270, có luôn cái mớ đầu tép này cho anh em dặn nha. Thì đầu tép này tí xíu nữa em sẽ giới thiệu bao nhiêu số bao nhiêu nhiêu trong đây ha. Rồi cần tép này là giá là 270 nè, số 1 dùm em, thương hiệu Ton nha, thương hiệu Ton. Chạy 2 triệu ok, ngon lạnh ha. Rồi em bán cho có 270 thôi. Anh em có nhu cầu xài cứ việc liên hệ đầu 1 phần 2 nha, Thông Dũng ha. Rồi trong đây thì nó sẽ có đầu các số nè. Tất cả em lựa cạnh này gì cho anh em còn sử dụng tốt nha. Như ở đây thì nó sẽ có số này là số 11 nè, số 11 ha. Số này số 15. Số này số 21. Số này số 13. Số 16. 17. 12. 10. 14, 22. Và 19, tất cả cạnh còn tốt nha. Rồi. Tép này mã số 2. Tép này mã số 2 là hoàn toàn mới, chưa sử dụng hết luôn nha. Của Chrome Vanium nước xi còn rất là đẹp luôn. Cạnh là 6 cạnh ha. Rồi tốt luôn nha. Đó, 19mm, 10 đầu như vậy em bán cho anh em 100k ha, coi như là có 10.000 đầu à. 10 đầu nha, 100k. Đầu 1 phần 2 thông dụng luôn nha. Tiếp mã 2 giùm em nha. Tiếp theo tiếp mã 3. Cũng vậy luôn, 10 đầu. 10 đầu nè, 10 đầu 21 nha, tất cả chưa qua sử dụng ha. Chrome Vanium nha. Rồi 21mm, đầu 1 phần 2 nha anh em. 10 đầu như vậy em bán cho anh em giá là 100k. Anh em xài nhiều thì mua như thế này ha, nó sẽ ngợi, rất là rẻ. Rồi tiếp theo thì tới cà lê.
lê thì em bán cho anh em giá 100k nha anh em, tất cả lê Nhật Bãi không có vệ sinh nha, miệng mồm thì em bao cho anh em còn dặn tốt chứ không phải hư chết gì hết nha. Đó thì trong đây nó gồm có các số như 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 ha, rồi nó sẽ có số lớn nữa 21, 23, 27, 30 luôn ha. Đó rồi, anh em có nhu cầu xài bộ này cứ việc liên hệ, cây này cứng cực kỳ luôn nè, 27-30 nè, của KTC. Rồi bộ này là 100k nha, cờ lê mã 1 giúp em. Tiếp theo cờ lê mã 2, cờ lê mã 2 thì em gắn sẵn ở trong bộ như thế này. Cái bộ như thế này thì nó sẽ có số là 22-24, 17-19, 14-17, 12-14, 10-12, 8-9 thì nó không có thông dụng cho nên là em để 8-10 cho anh em xài ha. Lấy ra nha anh em. Đó, 8-10. Rồi, cái này á, là 10-12. 12 với 14. Cái này thì 14 với 17 nè. Tất cả cạnh còn ngon nha anh em ha, 17-19. Và cây này là cây 22-24 ha, y gan số trong đây. Rồi cây 22-24 thì cái miệng nó hơi bị dập chút xíu đây thôi. Nhưng mà dặn vẫn còn tốt nha, dập một bên á do dặn để vô ẩu á ha. Rồi 180 bộ này nha anh em. Bộ này bộ cờ lê Nhật Bãi ha, 180. Cờ lê mã số 2 rồi nè. Khi mà anh em xài có đồ để gì đó, anh em xài xong anh em dắt vô là nó quản lý được cái số lượng ha. Cờ lê số 3 em bán cho anh em 300. Snap-on nha, cái này là thương hiệu của Mỹ nha anh em. Con này là 14. Đầu này thì tự động đổi chiều được luôn ha, dòng tự động đổi chiều được luôn, chó nhảy bình thường tốt. Miệng cạnh ok ngon lành nha ha. Cái này đã thiết kế vậy chứ không phải hư dập gì đâu nha anh em. Còn rất là mới, nước xi rất là đẹp, đảo chiều nè. Ok nha anh em, cờ lê mã 3 em bán 300 bao ship cho anh em xài ha. Pin sạc mã số 1 em bán 330 nha anh em. Pin karaoke đồ gì đó ha anh em. Anh em có nhu cầu xài cứ gì thì liên hệ em. Pin này pin 2A. Pin 2A này thì anh em hát karaoke đồ gì thoải mái. Dung lượng cao ha, tới 2500 lần anh em hát mấy tiếng hồ liền luôn ha. Rồi khỏi thay pin giữa chừng đó, bên này còn cầm tốt, sạc đi sạc lại rồi gì rất là ok luôn nha, bao cho anh em sử dụng luôn, giá là 330 bộ này, made in Japan luôn nha. Rồi tiếp theo tới pin số 2 này, giá là 300k ha, cũng vậy dung lượng thấp hơn, 1900, made in Japan ha, pin 2A, bao cầm bao chạy tốt ngon lạnh hết, giá 300k bao ship. Tiếp theo thì tới sạc pin em bán cho anh em giá là 330, có đèn báo đây, sử dụng AutoOne luôn ha, sạc này sản xuất tại Trung Quốc nha anh em ha, sang vô nó cắm 220 được thoải mái, mỗi một lần sạc được 2 viên 2A hoặc là 2 viên 3A. Tiếp theo thì tới đồ khui lon. Đồ khui lon này em bán cho anh em giá là 150 nha, đồ khui lon bánh xe. Nó giống như cái lưỡi cắt ống đồng vậy đó, nó rất là bén và xài rất là lâu nha, lâu lục. Đó thì cái này thì anh em kẹp vô trong cái hộp lon thì anh em dặn thôi ha, dặn nó khui hết cái nắp lon lên thôi ha. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ việc liên hệ em, hoạt động tốt, giá bán 150. Tiếp theo thì em bán tới cái đồ khui nắp chai, cái đồ khui nắp chai khui bia rồi vậy đó ha. Đó rồi dày dặn sắc sảo nha, anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ, nhìn cũng rất là đẹp nha, em bán 50. Tiếp theo tới cái thùng, cái thùng này là của KTC nha, cái thùng này á thì cái thùng này thì nó có hai lớp đáy, nó có hai cái lớp ở dưới đáy á đó. Thì cái đáy phía ngoài nó đã bị lủng rồi, thì anh em muốn về gia cố lại thì gia cố, còn nếu như không thì vẫn để xài bình thường nha. Cái lý do thứ nhất là thằng này nó dày, cái thứ hai nữa là cái đế này là nó không có rớt đồ ra được, cái lý do là ở dưới này nó có thêm một cái ngăn nữa nha. Đó, nó có thêm cái ngăn này nữa ha. Đó, cái ngăn này thì nó không rớt đồ ra ngoài được nha. Đó, rồi trên này thì nó có đồ bóc mất ổ khóa nè, khóa lại này, nó có thêm hai ngăn nữa ha, ngăn bên này có ô, ngăn bên đây rồi ngăn dưới này nữa nha, anh em đựng thoải mái luôn đó. Thùng này thì nặng 5 ký mấy 6 ký lận, em bán thanh lý do nó lủng đít á, anh em về chế tác lại giá 350 bao ship nha. Chiều dài được 42 xăng nha, chiều ngang được 22,5 xăng nha, chiều cao được 20 xăng nha anh em, giá 350.
Tiếp theo tới sạc không dây nha anh em. Sạc không dây này em bán cho anh em 150 nha. Thiết bị nào nhận sạc không dây thì cứ sạc bình thường, gắn vào cốc sạc nhà của anh em ha. Cổng USB. Rồi cái này có thể làm đế đỡ điện thoại luôn, giá 150 nha anh em. Tiếp theo cái kèn nha anh em. Kèn này em bán cho anh em giá là 300 nha. Kèn này em 200 chứ em xin lỗi, kèn này 200 nha. Đó, kèn harmonica của Nhật nha anh em, kèn harmonica của Nhật. Kèn này á thì nó bị vận chuyển nó cấn bể nhẹ cái nhựa ở đây, em bán cho anh em 200 nha ha. Anh em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em ha. Này nó có 2 tầng nè. Anh em nào chơi cái loại kèn này thì cứ việc có nhu cầu thì lấy ha. 200k. Tiếp theo thì em bán tới cái bộ thùng lo. Cái bộ thùng lo này ha, Mingo, thương hiệu là Mingo, sử dụng điện 220V nha, hàng thanh lý. Cái này á, thì nó bị gách cái gân này nè. Đó, giờ anh em làm gân lại, hai lo hai bên gách gân hết nha. Này em bao lên điện, bao hoạt động ha. Rồi em bán thanh lý 150 cho anh em ha. Anh em nào có nhu cầu xài cứ việc liên hệ với em. Ở đây chỉnh âm lượng nè, echo nè, bass nè, ha, chép đây. Rồi ở đây có thể ghim được hai cái gắt của cái mic vô để mình ca nữa ha. Rồi còn này là âm lượng chính nè, volume chính nè. Đó. Rồi thùng lo này em bán cho anh em 150 nha. Anh em có nhu cầu thì cứ việc lấy ha. Đó, có khoảng chiều ngang khoảng gan, chiều này hơn gan nha. Chiều cao có khoảng 3 tấc á ha, 3 4 tấc. Rồi giá bán là 150 bộ lo này nha. Bao lên điện, bao chạy cho anh em ha. Anh em có nhu cầu thì cứ việc lấy ha. Rồi. Tiếp theo thì em bán tới con máy mài dao nước. Máy mài dao nước nha anh em ha. Tức anh em đổ nước vô này, anh em đổ nước cho cái học này được nha. Đó, đổ nước vô trong cái học này được. Rồi hình cái dao nè, hướng dẫn anh em xài đây nè ha. Đổ nước vô nè, đó. Cái này là trên này cái miếng đá bằng, nhưng mà nó mẻ góc trên này chút xíu, không ảnh hưởng gì hết trơn nha anh em. Nói chung là con này còn mới cực kỳ luôn. Điện 100V ha, 70W thôi, rất là nhẹ điện. Đây nó có cái cử nè. Sử dụng là điện 100V giùm em nha anh em ha, sử dụng điện 100V giùm em. Đó, thông số của nó đây. Đó, anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ. Đó. Dây này thì em làm cho anh em cộng dây mới, cộng dây của nó thì nó bị đứt rồi nè nha. Đứt em làm dây mới ha, cách điện này ok ngon lành hết. Bảo đảm cho anh em sử dụng ha. Công tắc đây. Bật lên thì nó chạy theo cái hướng này. Đó. Giá em bán là 1.700.000 nha anh em, máy mài dao nước, 1.700.000. Anh em đổ nước vô mài ha. Đó. Rồi vuốt cái dao thì vuốt chỗ cái cảnh này, hai bên này. Liếc thì liếc trên đây ha. Rồi dây thì em làm cho anh em đầy đủ hết trơn rồi. Mềm, ok, hoạt động tốt. Đó, anh em có nhu cầu thì cứ việc mua về xài thôi. Mài dao sử dụng gia đình giá 1.700.000 nha. Rồi tiếp theo thì em bán tới cái quạt. Quạt này là quạt pin nha. Quạt này quạt pin. Ở trong này là nó có hai cái bình. Hai cái bình là còn cầm tốt luôn nha anh em. Quạt này hầu như là mới luôn á. À, còn cầm tốt, chạy ok, ngon lành ha. Mà quạt này em bán không có bảo hành nha. Đó, do quạt này quạt thanh lý, em bán cho anh em là 680, bao cho anh em sử dụng một tuần lễ ha. Đó là trong tuần lễ anh em thấy nó cảm giác như là nó không cầm không gì á, nó sạc vô rồi quạt không được nhiều hết trơn là hết pin ha. Thì anh em có quyền gửi quạt lại ha. Còn quạt này ở đây thì em test ok ngon lành hết rồi, nó chạy ít nhất là cũng được 4 cho tới 5 tiếng là tốc độ cao nha. Đó, rồi ăn thua cái tốc độ của anh em chạy nữa, nó sẽ được lâu hơn nhiều hơn chút xíu ha. Rồi, cái này thì nó báo đèn sạc nè, sạc đủ 100% thì đứng trên này ha. Cái này đèn nguồn, anh em ghim điện 220 chạy được luôn nha. Tức là cái này thì anh em ghim vô, anh em ghim điện trực tiếp 220 nó vẫn chạy ha, nó có con dây mà sao nè. Hoặc là anh em ghim nó sạc vừa chạy ha. Đó, AC ha, DC, DC anh em gặp qua đây phòng khi mà cúp điện nha. Cúp điện á thì cái quạt này đủ cho trẻ em ngủ. Nó thoáng, nó sẽ không có bị nực ha. Rồi cánh này thì nó tầm có khoảng 2 tấc mấy, 2 tấc 8 ha, 2 tấc 2 tấc 9. Rồi ok ha, đảo chiều được luôn nha. Quạt này em test dung lượng rồi gì ok ngon lành, cầm tốt nha. Đó, rồi muốn AC thì anh em gặp qua bên AC đó, anh em ghim điện vô thì nó sẽ tự chạy luôn ha. Nó sẽ chạy mạnh hơn so với mình chạy bình nha. Tốc độ thì nó có 3 tốc độ nè, trung bình nè, thấp nè. Ở đây nó có thêm một cái gắt sạc này cho anh em, cổng USB nha, để anh em sạc điện thoại. Đó. Rồi cái này trang gơ là sạc lại trung bình của cái quạt đèn này ha. Cái quạt này. Rồi quạt này nó cũng có đèn luôn nha. Bên đây là đèn sáng, bên đây đèn tối chút ha. Rồi phòng khi cúp điện nha, cho trẻ em ngủ đỡ nực.
Rồi ok, em bán cái quạt này với giá là 680. Đó, hàng này không phải hàng Nhật Bản nha anh em, không phải hàng Nhật Bản nha. Đó, hàng Việt Nam nha. Đây có tem nè. Rồi, bình phía dưới này chân rất là vững nha. Bình phía dưới này chân rất là vững, nó có công tắc ở dưới này nữa ha. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ việc liên hệ với em. Đó, giá 680 bao ship nha. Có hai cái bình, quạt thì tầm khoảng 4-5 tiếng. 4-5 tiếng là tốc độ cao nha, còn tốc độ chậm nó có hơn. Quạt cho đến lúc mà nó hết pin luôn, mà nó đứng cái quạt luôn nha, là nó tầm có khoảng 6-7 tiếng, 7-8 tiếng gì đó, tùy theo anh em sạc cái lúc mà nó đầy á. Rồi, tiếp theo thì em bán tới combo ốc vít nè. Combo ốc vít này anh em bắt đồ nặng được nè nha ha. Cục nóng, cục lạnh rồi gì đó anh em bắt ha. Kệ tủ gì đó nặng nặng anh em bắt được hết nha. Đó, em bán 160 bộ này. Mũ khoan 4.3, anh em khoan vào tường xong anh em lấy ốc vít này bắt vô cứng luôn ha. Rồi, mã của nó là 5 ly, mình 5 ly, dài 6,5 phân. Một hộp về 50 con, giá bán 160 ha. Mũ khoan này Unica, ốc vít cũng Unica luôn. Rồi, sản xuất tại Việt Nam nha, giá bán là 160. Tiếp theo thì em bán tới là bộ vỏ pin với mạch pin ha. Bộ vỏ với mạch pin zin. Bộ vỏ mạch như vậy á, mạch á thì mạch zin, em không có bao là nó sống hay chết hay nhận sạc gì hết trơn, nguyên cái mạch zin nó nằm trong đây. Rồi cái bộ vỏ nó gì, đầy đủ ốc cho anh em ha. Này là Hitachi 5A nè, ly ông 16 nè, anh em về anh em thay seal vô. Rồi kiểm tra mạch, nhận sạc rồi về lại ha. Thì em bán là vỏ với mạch, coi như em tính là cái vỏ thôi, tính là cái vỏ cho anh em thôi. 100k cái gì vỏ zin nha, vỏ zin nó dày nó cứng đó. Ha, rớt nó cũng khó bể, cái này 6A nè, Hikuki nè ha. Rồi cũng có mạch luôn nha, nhưng mà tính vỏ thôi, 100.000 cái. Đó, anh em có nhu cầu lấy hết thì cứ việc liên hệ nha. 4 cái 400 bao ship luôn ha. Hitachi nha. Rồi còn cái này cũng vậy luôn. Em cũng bán là cho anh em vỏ mạch, nhưng mà em cũng chỉ tính vỏ thôi, vì cái mạch là em không có bao. Đó, em cũng chỉ tính là cái vỏ thôi. Đây vỏ với mạch nó như vậy đây ha. Đó, mạch có bao pin là vậy luôn. Thằng này là của thằng Mát nha, thằng này của thằng Mát. Đó, em bán vỏ mạch ha, khay rồi gì đó, về anh em đóng pin vô ha. Đó, vỏ mạch của Mát 18V nha. Đó, 5A. Thì em bán 7 vậy đó, là em tính cái vỏ hơn 100.000. Cái mạch thì anh em về hên thì sống anh em sử dụng ha. Cầm, không có bị ấy thì anh em sử dụng. Đây cái mạch nè. Đó, rồi anh em về đóng pin mới vào ha. Đó, cái bộ gì thì em bán cho anh em một cái vỏ là 100.000 đó. Tính cái vỏ thôi, cái mạch không tính nha. Rồi, ok, dẫn thẳng mạch. Rồi, ok, tiếp theo thì em bán tới là cây quạt gió, quạt điện nha, cây quạt điện. Cây quạt điện này thì em bán cho anh em giá là 700k nha. Quạt này thì anh em có thể về chế cái bát để anh em bắt lên trên tường. Cái này về anh em chế cái bát phía sau này, anh em bắt lên trên tường ha, treo lên trên tường. Quạt thì nó có mấy cái dấu nứt là em chỉ nè, em có đã xử lý keo rồi gì lại cứng cáp hết rồi. Anh em có nhu cầu thì mua về sử dụng thôi. Nó thiếu một cái núm hẹn giờ ở đây, đồng hồ hẹn giờ này, đồng hồ hẹn giờ được 60 phút nha. Ha, cổ này bật lên bật xuống bình thường. Ha. Đó, bật lên xuống bình thường. Cánh là cánh 28.5 cm nha, cánh 28.5 cm, cánh nguyên lành không nứt bể gì hết trơn. Đó, cánh thì nguyên lành không nứt bể, lồng thì lồng xi si, còn sáng đẹp nha. Đó, gió mạnh ok, ngon luôn ha. Rồi. Quạt này là quạt Nhật nha anh em, Mitsubishi nè, Mitsubishi quạt Nhật, anh em về có thể chế cho tường nha. Chế cho tường thì nó sẽ hình thức đứng vậy nè, đưa cái này ra ha. Anh em mở, nó có 3 cấp tốc độ gió. 3 cấp tốc độ gió nha anh em, đảo chiều thì ở đây nha. Muốn đứng lại thì anh em gịch lên ha, đảo chiều thì ở đây. Đó. Rồi, cái này tốc độ thứ 2 nè. Cái tốc độ thứ 3 nha. Đó, nó mạnh yếu rõ ràng hết nha. Nó có đảo chiều luôn ha. Thì anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ việc liên hệ với em. Quạt thì quạt tốt, ok, ngon lạnh hết, full ha. Đó. Hoặc là anh em về chế chân cho, để đứng ở dưới cũng được nha. Anh em muốn chế chân tượng cũng được, tại vì thấy con này nó gọn nè ha. Rồi, quạt này em bán cho anh em với giá là 700k bao ship nha. Sử dụng điện 100W ha. Rồi. Đứng lại ha. Tắt. 3 cái tốc độ gió. Cánh là 28.5. Tiếp theo thì em bán tới máy. Máy 1. Máy pin sạc nha anh em, máy pin sạc Makita nha, Makita 7 ha. Đó. Con này mã của nó là TD090D. TD090D 12V tốc độ 24 vòng ha, 3000 vòng. Đó, sản xuất tại Trung Quốc nè, xuất thị trường Nhật nè nha. Đó, Makita chính hãng ha. Nè, Nhật 7 nha, đều tóc nè. Mượt luôn nha.
có búa nha, trong đây có búa đảo chiều nè. Máy thì pin chọt, pin chọt này em đóng nha, 6 cell Samsung 25EG, dung lượng 5A nha. Đó, máy pin sạc bảo hành cho anh em là 3 tháng. Máy pin sạc bảo hành 3 tháng, sạc thì sạc sử dụng 220V luôn, sạc linh kiện sử dụng 220V. 10V8 nha, 1.5A sử dụng được, điện 220V có báo đèn này ha. Rồi anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ, máy pin sạc bảo hành 3 tháng, giá 1.350.000, bao ship toàn quốc nha. 12V có búa. Rồi tiếp theo máy số 2. Máy số 2 thì em bán cho anh em giá là 900k nha. Máy số 2 900k, 3 chức năng, khoan búa, bắn vít cấp trượt, 16 cấp trượt và khoan thường. Đầu kẹp Autolock 13 ly, 2 cấp tốc độ nhanh chậm ở đây, động cơ có thang, Makita chính hãng nha. Bảo hành toàn quốc cho anh em là 6 tháng, 900k, mã DHB453. Rồi test cho anh em luôn nha, điều tốc nè. Máy có thang, mới 100% nha anh em, đảo chiều. Tốc độ chậm nè. Này cấp trượt ha. Đó. Đó. Ha. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ, cái này khoan thường là khoan sắt, khoan gỗ rồi đó. Còn này khoan búa ha. Khoan búa thì nó sẽ giọng búa. Rồi giá 900k, máy số 2 900 thân máy nha. Anh em đóng pin thì cứ việc liên hệ em ha. Rồi tiếp theo máy số 3. Máy số 3 thì em bán cho anh em chịu gửi. Động cơ này động cơ co không chổi than nha. Và rootless nè, không chổi than. Khoan có búa, 3 chức năng luôn, mã UL, mã Mỹ, 2704 là mã của nó ha, M18, 18V nha anh em. Đó, anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ em. Con này máy cũ, đầu cổ không gơ lắc, hoạt động tốt, đầu kẹp Autolock 13 ly, chạy 2 cấp tốc độ nhanh chậm. Bắn vít cấp trượt, 24 cấp trượt, một cấp khoan thường là khoan sắt, khoan nhựa, gỗ, khoan nhựa rồi đó. Con này khoan búa này anh em khoan tường, rút lõi được luôn nha anh em. Con này rút lõi đi điện lạnh là thoải mái nha. Bây giờ em sẽ test con máy này cho anh em xem. Test được con máy này thì em không có pin mil, thì ở đây em sẽ có bán cái đế chuyển mil nè. Anh em ở nhà có pin Makita rồi, muốn sử dụng con máy mil này thì cứ việc mua thêm cái đế chuyển này là anh em sử dụng được pin Makita thôi ha. Đế chuyển này em bán cho anh em 250.000 cái. Đế chuyển này đế chuyển nhựa đúc nha, nhựa đúc ha. Đó, nó sản xuất sẵn gì mình về mình chỉ việc xài thôi. Gắn đế chuyển vô, gắn cục pin vào là chạy thôi ha, đèn thì chút xíu sao tự tắt. Nè. Hết pin hay gì đó. Con đó nó bị lỗi ha. Rồi ok nè, điều tốc nè. Đảo chiều. Thắng. Rồi ok, hoạt động full hết em. Con này thì đầu cổ không gơ lắc. Thì em cũng y gan như con hồi nãy vậy, mã cũng 2704 mi trang nha. Con nãy nó bị lỗi. Rồi ok nha, con này thì em bán em có bảo hành cho anh em đầy đủ, nếu như anh em mua máy pin sạc rồi gì bên em ha. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ ha, 2704. Thân máy 1.500.000, đế chuyển 250.000 để xài Makita ha. Rồi còn anh em muốn đóng pin Milwaukee luôn thì cứ việc liên hệ, em có đóng pin Milwaukee luôn ha. Tiếp theo máy số 4, em bán cho anh em giá 580.000. Máy số 4 580 nha anh em, 580 móc đây. Con này là Makita hàng Trung Quốc. Chân pin là chân pin Makita luôn ha. Chân pin Makita luôn, máy tàu. Đó, động cơ không chổi than, 4 cấp chỉnh lực, báo pin ở đây ha. Đó, điều tốc nè, có đèn đây ha. Đảo chiều nè. Động cơ không chổi than nha anh em, 173 có 3 4 cấp chỉnh lực nè. 2 nè, 3 nè. 4 nè, đảo chiều đầy đủ ha. Hoặc anh em có thể nhấn chỉnh lực ở trên này. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, điều tốc đầy đủ nha. Thắng, đảo chiều nè. Động cơ không chổi than 18V ha, thân máy giá bán 580 bao ship toàn quốc. Anh em có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em ha. Màu này kêu màu ô liu nha anh em ha. Rồi máy China.
Rồi tiếp theo nữa thì em giới thiệu cho anh em con bếp ga nha. Con bếp ga Greenlight này 2 tầng lửa nha, mặt men. Con bếp ga Greenlight này 2 tầng lửa mặt men, giá bán là 2,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành cho anh em là 12 tháng. Tặng cho anh em cặp pin mới 3 na nha, lợp lưới chống chuột inox cho anh em sử dụng luôn ha. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ em ha. 2 tầng lửa mấy em cặp pin. Rồi cái này ha, lưới. Rồi trong đây ha, lò nướng 2 tầng lửa nha anh em, lò nướng 2 tầng lửa Greenlight ha, bảo hành cho anh em 12 tháng. Đời con này là 2010, rất là dày dặn nặng luôn nha anh em. Bếp này rất là nặng, hoạt động tốt hết. Giá bán là 2,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 12 tháng. Tặng cho anh em cặp pin 3 na mới ha, lập lưới chống chuột inox cho anh em ha, để chuột đựng vô cắn khóa. Rồi em test lửa cho anh em xem luôn nha. Rồi lửa lò nướng hai bên ha. Đó, hai bên lửa trên. Chỉnh lửa lớn nhỏ ha. Lớn nhỏ. Lớn nè, đó. Rồi, bếp trên. Bếp trên thì chỉnh lửa lớn nhỏ ở đây nha anh em. Lớn nè, nhỏ. Lớn ha. Nhỏ. Rồi, bếp nhỏ nè, lớn. Rồi em sẽ test cảm biến cho anh em xem luôn nha. Cái con bếp Nhật này thì nấu là tiết kiệm ga thứ nhất, thứ hai nữa là nó sẽ chống cạn đáy nồi. Anh em nấu quên thì cạn đáy nồi nó sẽ tắt lửa phá ga nha anh em. Em mở lửa lớn lên để em test cho anh em xem. Đây em giả lập là em đang nấu một cái món gì đó là nó bị cạn ga. Nó cạn nước thì nó sẽ tự động nó hạ lửa xong rồi nếu như vẫn thấy nhiệt độ cao nữa nó sẽ báo về mạch nó sẽ tự động tắt lửa phá ga. Khi mà một khi khóa ga rồi trạng thái cho anh em cho dù có nấu hay là maximum lửa như gì thì nó cũng không có ga xì gò gỉ ga chỗ cái họng này. Anh em có bật hồ quẹt mồi đi chăng nữa nó cũng không cháy nha. Đó, an toàn của bếp ga Nhật là nó là như vậy nha anh em. Và bếp này rất là dày dặn chắc chắn và bền bỉ luôn nha. Anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ với em, số Zalo của em là 0335172445 ha. Thì em sẽ gửi tất cả hình ảnh video test hay là anh em muốn xem nội thất bên trong của bếp gì đó cứ việc liên hệ với em sẽ quay trực tiếp cho anh em xem. Hoặc là quay video gửi cho anh em ha, tùy anh em nha. Đó, bếp thì em nhắc lại em bán 2,2 triệu là bao ship cho anh em toàn quốc. Đó, anh em chỉ thanh toán đúng 2,2 triệu thôi. Rồi nhận hàng thanh toán ha cũng được, mà anh em chuyển khoản trước cũng được. Đây hiện tại là nước đó, em nó đã nhiệt độ cao, nó đã báo là nó đã ngắt lửa ha. Rồi cho dù là đang cháy nè, lửa maximum nè cũng vậy ha. Rồi sẵn em đem cái miếng này qua bên đây em test luôn cái con sensor của bên đây luôn cho anh em xem nha. Đó, test luôn cả hai bếp ha. Tất cả bếp em bán ra đều test hết mọi tính năng cho nó full. Đó, rồi nó hạ lửa liền do cái miếng này nó nóng sẵn nha anh em ha. Rồi tí xíu sau nó cũng tắt lửa hóa ra y gan bếp bên này. Đó, khi mà mình bỏ quên hay gì đó, khi nào mình muốn nấu lại á thì mình đi vô mình thấy trạng thái nó đang nấu mà tắt. Mình biết nó nấu cạn nước hay gì đó nó tắt lửa tự tắt ha. Rồi mình nhấn cái này mình mở lên lại. Bếp này thì có tính năng, ví dụ như anh em muốn nấu lâu á thì mình loại bỏ cảm biến đi thì anh em nấu như bếp bình thường, nó sẽ không có tự tắt như vậy nữa ha. Anh em nấu lâu gì đó ha. Rồi còn anh em muốn không muốn nó ngắt tự ngắt thì anh em nhấn tắt đi là bình thường ha. Rồi đó là tính năng phục vụ cho anh em thôi. Anh em không xài thì anh em cứ việc mở cho nó cháy bình thường. Lửa xanh nha anh em, lửa xanh thì đốt là nó giúp mình tiết kiệm là do nó đốt sạch hết trơn nhiên liệu, nó không bị đỏ, nó không bị đen đít nồi nha. Thì cảm ơn anh em đã xem cái phần giới thiệu của em. Anh em nào có nhu cầu về sản phẩm cứ việc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0335172445. Em tên Sơn, Zalo cũng là số trên. Kính chúc tất cả mọi người sức khỏe. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip tiếp theo. Em xin thân ái kính chào.